Ngồi live bán dao ngay trong làng nghề dao Phúc Sen của Cao Bằng sẽ như thế nào? Đã gần 3 năm rồi tôi gắn bó và chia sẻ với bà con về những sản phẩm dao Phúc Sen của bà con ở Cao Bằng, những người dân tộc Nùng. Và họ vẫn cố gắng làm hàng ngày. Có nhiều công việc vẫn hỗ trợ thêm bằng máy móc, nhưng mà có nhiều công việc vẫn phải làm bằng tay, làm thủ công. Có những sản phẩm búa, dao hay là những sản phẩm dao đi rừng. Mỗi một người thợ đều có những cái ưu điểm, nhược điểm. Giống như mỗi một loại dao, ví dụ như là dao thép nhíp chẳng hạn, nó có tính cứng và bén, dễ mài lại nhưng nó lại không chống rỉ. Còn đối với cái sản phẩm da thép trắng thì nó sạch sẽ và sáng, nhưng mà độ bén và cứng của nó thì vừa phải hơn. Tôi xin phép được chia sẻ cho anh em về những sản phẩm như vậy. Ngoài ra thì ở cửa hàng của tôi còn có những sản phẩm nón lá. Tất cả những sản phẩm này đều do những bà con người dân tộc Nùng, những người nông dân họ làm sau những cái mùa vụ, họ cố gắng làm thêm. Tội gì mà mình không dành thời gian ra để giúp đỡ những người mà có cái tính kiên trì, sự cố gắng, nỗ lực để chăm lo cho gia đình. Mình cũng mong muốn những thứ tốt nhất đến với bà con. Cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và ủng hộ. Tất cả những sản phẩm dao, nón và tất cả những sản phẩm khóa này đều có trong giỏ hàng. Sau khi like xong thì tôi dọn dẹp một chút sau cái chỗ mà mình vừa mới like xong. Sau đấy thì mình sẽ kiểm tra xem một vài những cái sản phẩm khác. Và bên tôi có nhận làm theo yêu cầu của anh em và có nhận thép của anh em gửi đến để làm nha. Giờ thì chuẩn bị đến giờ cơm nước rồi. Tôi cũng mong muốn để giúp đỡ cho bà con. Đây là một bữa cơm của gia đình. Thật sự thì mỗi khi tôi vào mọi người lại bày vẽ như thế này đấy anh em ạ. Khổ. Cảm ơn anh em rất nhiều.